Với như vậy, vòng loại thứ hai World Cup 2026 đã đến rất gần với đội tuyển Việt Nam. Và chỉ 2 ngày nữa thôi, bóng sẽ lăn trên Rizal Memorial và bắt đầu cuộc hành trình săn vé tại vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đương nhiên tất cả các đội bóng ở châu Á đều chiến đấu cho một trong 8,5 vé đi World Cup. Tuy nhiên, trước hết hãy thi đấu thật tốt tại vòng loại thứ hai cái đã. Nhìn sang Indonesia, Malaysia hay kể cả Singapore, họ đều đã trang bị vũ khí bằng những cái tên nhập tịch rất chất lượng. Còn chúng ta thì thật tiếc cho trường hợp gần nhất là Phi Lưu Nguyễn, khi cựu thủ môn của Slovakia, dù có quốc tịch Việt Nam từ bây giờ đi chăng nữa, thì cũng rất khó để lên tuyển. Vì VFF đã đăng ký sơ bộ những cái tên lên FIFA, và trong đó không có thủ môn của Công an Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm bảng số 2 trong bảng đấu và được ví như AFF Cup thu nhỏ cùng với khách mời Iraq. Đây là bảng đấu phải nói là rất thuận lợi khi chúng ta thuận lợi từ lịch thi đấu và thuận lợi từ quãng thời gian để chuẩn bị cho từng trận đấu. Khi trận đầu tiên làm khách trước đội tuyển được đánh giá là mềm nhất tại bảng đấu là Philippines và 5 ngày sau đó là đại chiến với Iraq trên sân Mỹ Đình. Và cuộc đụng độ với Indonesia sẽ diễn ra mãi vào tháng 3 năm sau khi mà có khả năng lực lượng từ những cầu thủ Việt Kiều và những trụ cột sẽ trở lại với phong độ cao nhất từ đội tuyển Việt Nam. Làm khách trước Philippines tại lượt trận đầu tiên là một thử thách. Và đương nhiên, thử thách lớn nhất phải nằm trên mặt sân thi đấu. Mặt cầu nhân tạo tại Rizal Memorial đã xuống cấp trầm trọng khi được so sánh với mặt cầu này tại SEA Games 30. Đây là sân bóng được phục vụ cho cả đội tuyển nam và nữ của Philippines. Ngoài ra, còn làm sân nhà của một số đội bóng tại giải vô địch quốc gia Philippines nữa. Tuy nhiên, như tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã nói, khó ta thì cũng khó người, khi phần lớn các cầu thủ của Philippines cũng đã hàng tuần trên mặt cỏ tự nhiên, vì thế cũng không dễ dàng gì khi đi một đôi giày khác và chạy trên mặt cỏ nhân tạo. Về nhân sự, huấn luyện viên Chu Jae sẽ phải gạch tên thêm 5 cái tên nữa trước khi chốt danh sách xuống còn 23 người để thi đấu vào ngày 16 tháng 11. Chúng ta dễ dàng nhận ra những cái tên đã có mặt trong 3 trận đấu tại The Field Day sáng 10, phần lớn được triệu tập lại trong đợt này. Vì thế, chắc hẳn bộ khung mà thầy Phù Thủy Trắng đã xây dựng sẽ là những cái tên quen mặt cả thôi. Trong khung gỗ sẽ là thủ môn Đặng Văn Lâm. Bộ ba trung vệ đang là bài toán khá đau đầu cho huấn luyện viên người Pháp khi Hải Quế mới trở lại sau chấn thương. Nhưng việc đã chính thức tập luyện trở lại được 4 buổi, thì chắc chắn trung vệ của BMS Bình Dương sẽ đứng trong trung tâm hàng thủ 3 người. Duy Mạnh lỡ hẹn, vì thế khả năng cao Bùi Hoàng Việt Anh sẽ được chám vào trung vệ lệch phải. Lệch trái đương nhiên sẽ là Phan Tuấn Tài, người được tin tưởng tuyệt đối ở vị trí này của ông Chu Jae. Hành lang cánh phải sẽ là sự trở lại của Vũ Văn Thanh, nhưng Hồ Văn Cường đã chính thì tất cả chúng ta sẽ đều không bất ngờ. Vị trí bên trái là Võ Minh Trọng, khi nhìn cái cách mà hậu vệ này được sử dụng cả trận với Hàn Quốc thì cũng khá rõ cho sự lựa chọn này. Bộ ba tiền vệ trung tâm sẽ là Tuấn Anh, Hùng Dũng, chơi nhô lên đỉnh để hỗ trợ cho Tuấn Hải và Đình Bắc là Hoàng Đức. Trong hoàn cảnh Đình Bắc đang gặp vấn đề về thể trạng thì Tiến Linh hay Văn Toàn sẽ có cơ hội. Bên phía Philippines, việc phủ đầy 10.000 cổ động viên trên Rizal Memorial có lẽ là nhiệm vụ quan trọng hơn, khi ngày hôm nay tay đấm quyền Anh tầm cỡ thế giới như Manny Pacquiao cũng đã có sự kêu gọi các cổ động viên Philippines hãy mua vé và tiếp sức cho thầy trò huấn luyện viên Michael Vice trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Thủ thành Neil Etheridge vẫn là chốt chặn cực kỳ uy tín, nhưng không thể không để mắt đến lão tướng Stefan Struck, người đã từng thi đấu cho Eintracht Frankfurt tại Bundesliga. Đội tuyển Philippines đã từng đánh bại Việt Nam 2-0 ngay tại Mỹ Đình tại AFF Cup 2010, khi Neil Etheridge cũng có mặt trong đội hình, và từ đó đến nay thì toàn để thất bại trước chúng ta. Với tư cách là các cổ động viên thì chúng ta hãy theo dõi và ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam, vì đây là đội bóng của chúng ta, của người Việt Nam, và một trận đấu thuận lợi sẽ khởi đầu tích cực cho chặng đường dài phía trước. Bạn chờ đợi gì ở đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này? Hãy để lại comment xuống dưới nhé. Hãy like và đăng ký cho Golden Star Warriors để đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026.